Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin thiệu các bạn, tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này có anh Thủy các bạn ạ. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang trên đường lên nhà anh Hoan ở khu vực Văn Bàn, Yên Bái để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái Thái các bạn nhé. Thì mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi vào nhà gia chủ để cùng tìm hiểu về quá trình khảo sát của chúng tôi. Giới thiệu các bạn, đây là cái khuôn đất của nhà anh Hoan ở khu vực Văn Bàn, Yên Bái các bạn nhé. Thì đây này, cái khuôn đất này là đất cao lanh này. Đấy, anh vừa ấy đồ đi, các bạn nhìn nhé. Đấy, rất là cứng. Đấy, rất cứng luôn. Đấy, rất cao lành. Đấy, thì ở đây coi như thế này. Anh sẽ xây một ngôi nhà vườn mái Thái. Đấy, hướng ra hướng độ 1 độ Tây Bắc, hướng ra cửa chính đây. Thì tất cả nước thải hay là cấp nước nhá. Cấp nước thì bây giờ chưa có, sau này sẽ có dự án nước sạch về đây. Đấy, ở kia. Đấy, thải ra con suối này. Đấy. Còn điện thì ở trước nhà đây, răng trước nhà này nhá. Mọi người lên cho anh cái phương án tối ưu nhá. Thì anh sẽ làm như này, là 4 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng master và 1 cái phòng khách, 1 phòng thờ. Anh là người tài nên là cũng không cần quan trọng lắm về phong thủy. Cái thứ hai nữa là anh làm một cái sảnh chính thì quay về hướng 1 độ bắc, còn một cái sảnh phụ quay về hướng này. Đây, camera đây. Và một cái phòng bếp và vệ sinh thì nó cùng nó riêng ra nhưng nó vẫn kết nối vào với nhà nhá, không đổ máy bằng, chỉ lập tôn thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé.